Radio Tin Mừng xin kính chào quý khán giả trong tình yêu thương của Đức Kitô và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình thứ ba, 10 tháng 4 2018, Tin Công Giáo, suy niệm lời Chúa, đời sống các thánh lắng động trong ngày. Muôn đời vẫn tin thiên thần con. Ave, Ave, Ave Maria. Muôn đời vẫn tin thiên thần con. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin Công Giáo hôm nay gồm một số tin sau đây. Marin, sinh viên bị hành hung ở Lyon, sẽ được Đức Francisco tiếp kiến riêng. Bức ảnh selfie của anh Daniel Bashir, người Pakistan, với Đức Francisco lan nhanh trên Facebook. Khi các phụ nữ làm điếm gặp các đan sĩ tu kín. Marin, sinh viên bị hành hung ở Lyon, sẽ được Đức Francisco tiếp kiến riêng. Theo tin của báo Tiến bộ Progress, ngày thứ Tư 11 tháng 4, Đức Francisco sẽ tiếp kiến riêng anh Marin và mẹ của anh tại Vatican. Đức Hồng Y Barbarin, Tổng Giám mục Giáo phận Lyon, sẽ đi cùng với họ. Câu chuyện của anh Marin đã làm cả nước Pháp xúc động. Anh Marin là sinh viên năm thứ ba trường khoa học chính trị ở Venezia, vùng Rhône. Ngày 11 tháng 11, 2016, 4 ngày sau khi mừng sinh nhật 20 tuổi của mình, anh bị một nhóm thanh niên hành hung dã man. Họ dùng vật dụng nện vào sọ anh ở vùng trung tâm thương mại Pacheur, thành phố Lyon, nước Pháp. Điều lầm lỗi duy nhất của anh là bảo vệ một cặp ngoài 40 bị một nhóm trẻ chặn ở một trạm xe buýt vì hai người hôn nhau nơi công cộng. Sau khi bị nhóm thanh niên trẻ này bỏ mặc cho chết, Marin được đưa vào bệnh viện Edouard Herriot. Sau đó anh được đưa vào bệnh viện thần kinh tim mạch ở Bron. Anh ở đó hơn 2 tuần trong hôn mê. Tôi giúp Marin trên Facebook. Marin phải chịu nhiều phẫu thuật ở sọ để hỗ trợ tài chính cho các vụ mổ này. Bà Autry, mẹ của anh Marin, thành lập tổ chức ngẩng cao đầu. Và ngay hôm sau, ngày Marin bị hành hung, bà viết trên Facebook, tôi giúp Marin và đã được 200.000 người theo dõi. Anh Marin bị dư chứng thần kinh nặng và các tổn thương không thể lành được. Sau 2 tháng nằm liệt giường, anh được chuyển qua một trung tâm hồi phục ở Thụy Sĩ. Ngày 12 tháng 2, 2017, một video quay anh đang trong hành lang bệnh viện đã có hơn 1 triệu người xem. Chi phí săn sóc rất đắt. Bà Autry, mẹ của anh, phải nghỉ việc để săn sóc anh. Bà cho biết Marin chiến đấu mỗi ngày và Marin làm ngạc nhiên các chẩn đoán, nhưng Marin cần chữa trị nhiều để có được tự lập. Tháng 7, 2017, cha mẹ anh Marin ra tòa xin Bộ trưởng Y tế phải đảm trách việc chăm sóc Marin vì các chi phí quá đắt. Đầu tháng 8, tòa đồng ý ứng trước cho họ 150 ô kim trên số tiền bồi thường tổng cộng của họ. Từ nay tôi bỏ hết mọi hy vọng để trở lại thành một Marin trước kia. Ngày 25 tháng 11 vừa qua, một buổi hòa nhạc đã được tổ chức ở Dessines gần Lyon để vinh danh Marin và vinh danh hàng ngàn người đã hỗ trợ anh. Cách đây 5 tháng, Marin viết trên Facebook, tôi cố gắng có một đời sống khá hơn, tôi không đòi hỏi gì hơn. Từ nay tôi bỏ hết mọi hy vọng để trở lại thành một Marin trước kia. Người có thể đá banh, có thể nhảy với bạn bè, với người yêu của mình. Trước hôm đó, trong một buổi dạ hội ở tòa thị chính thành phố Lyon, Đại tướng Gerard Collomb đã vinh danh Marin, đặc biệt hội ngẩng cao đầu. Nhân dịp vinh danh này, Bộ trưởng Nội vụ giải thích đã yêu cầu Tổng thống và Bộ Tư pháp để nghiên cứu việc có thể trao tặng bắt đầu bội tinh cho Marin.
Buổi tiếp kiến riêng ngày 11 tháng 4, ngày thứ Tư 11 tháng 4 2018, Marin và mẹ sẽ gặp Đức Francisco ở Vatican, Đức Giám mục Philip Barbarin, Tổng Giám mục Giáo phận Lyon cùng đi với họ. Tòa Giám mục cho biết đây là buổi tiếp kiến riêng chứ không phải ở hàng đầu của buổi tiếp kiến chung. Gia đình Marin cho biết họ sẽ không trả lời báo chí trước ngày tiếp kiến 11 tháng 4, họ sẽ trả lời sau buổi tiếp kiến này. Sau buổi tiếp kiến ở Vatican, Marin và gia đình sẽ đối diện với một sự việc đau lòng, vụ án của thanh niên tấn công trẻ. Khi phạm pháp, thanh niên này còn ở tuổi vị thành niên và đã bị tống giam từ đó vì cố ý dùng vũ khí gây thương tật nặng, có khả năng bị thương tật suốt đời. Vụ án sẽ xử kín từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 5 ở tòa dành riêng cho các trẻ bị thành niên phạm pháp ở Tron. Bức ảnh selfie của anh Daniel Bashir, người Pakistan, với Đức Francisco lan nhanh trên Facebook. Bức ảnh selfie của một tín hữu Kitô Pakistan với Đức Francisco đã lan nhanh trên các trang mạng xã hội, giúp cho tác giả có dịp nhắc đến số phận của các người thiểu số ở quê hương mình. Anh cho biết một số phận làm cho anh rất đau lòng. Anh Daniel Bashir, 26 tuổi, là bác sĩ trẻ ở Karachi, Pakistan. Anh giải thích với hãng tin AFP, anh chụp bức hình này với Đức Francisco trong một cuộc họp với các bạn trẻ trên thế giới ở Roma. Trong dịp này, anh tặng ngài chiếc khăn quàng cổ truyền thống Arak của bang Sinh, đông nam của mình, và ngay lập tức ngài quàng lên cổ, rồi cả hai tươi cười trước ống kính chụp hình. Lòng tôi tràn ngập niềm vui, anh Bashir đăng tấm hình trên trang Facebook của mình. Chiều thứ Sáu 6 tháng 4, anh kể cho hãng tin AFP, ngài thật vui khi thấy chiếc khăn Arak. Sau đó, tôi gặp ngài lại, lần này tôi tặng ngài chiếc khăn. Ngài cho biết, mỗi ngày, ngài đều cầu nguyện cho nước Pakistan chúng tôi. Bức hình nhanh chóng lan truyền trên các trang mạng xã hội, và anh Bashir được các cơ quan truyền thông trong nước săn đón tin tức. Anh kể, cùng với Đức Francisco, chúng tôi nhắc đến số phận của các người thiểu số tôn giáo ở Pakistan. Đất nước có 200 triệu dân, trong số này người Hồi giáo chiếm 90% tổng số dân. Tín hữu Kitô chỉ có 2% số dân. Từ lâu, thiểu số tín hữu Kitô ở nước Pakistan bị bắt hại, bị kỳ thị, thường thường bị bắt phải làm việc chui và không được trả lương xứng đáng. Thiểu số này luôn là mục tiêu của các vụ tấn công vì phạm thượng. Đầu tháng 4, chỉ sau ngày lễ Phục sinh, 4 tín hữu Kitô bị bắn trong một vụ thảm sát của những người thuộc nhóm Hồi giáo IS tự xưng ở thành phố Qatar, đông nam, tự nhận mình chủ mưu. Cũng chỉ vài ngày trước ngày lễ Giáng sinh, cũng nhóm này đã tấn công tự sát vào một nhà thờ làm cho 8 người thiệt mạng. Anh Daniel Bashir thú nhận, tuy tôi cảm thấy an toàn ở Karachi, nhưng tôi đau lòng khi thấy các vụ tấn công như thế này chống các tín hữu Kitô và những người khác. Lòng tôi tan nát khi thấy các cộng đoàn thiểu số này bị bức bách. Anh cho biết, cuộc gặp với Đức Francisco đã đánh động tôi, thay vì tôi sẽ vào chuyên khoa giải phẫu thần kinh như dự trù, bây giờ tôi muốn vào chủng viện vào ngày 6 này để kết hợp với giáo hội. Khi các phụ nữ làm điếm gặp các đan sĩ tu kín. Trong tác phẩm Từ ngoài đường đến đan viện, ký giả Alexandre Guyic kể câu chuyện gần như không tin được của các cô gái điếm Paris với các đan sĩ của đan viện Encancat, vùng Tarn, nước Pháp. Cuộc phiêu lưu này, bắt đầu cách đây 5 năm, từ giam hãm đến giải thoát, đã đưa một nhóm các ông không gia cư đến sống vài ngày ở đan viện Encancat. Vài ngày cắt đứt theo tiếng lóng của tổ chức, để cắt đứt với đời sống hè phố và sống vài ngày ngoài không gian và thời gian. Từ đó nữ tu Solange, 80 tuổi, thiện nguyện viên của tổ chức nghĩ đến việc làm sao đưa các phụ nữ làm điếm về sống vài ngày trong ngôi làng nhỏ bé xinh xắn này. Năm ngoái, tác giả và nhà phóng viên lớn Alexandre Guyic đã có thể thực hiện sứ mạng khó khăn này. Ông theo dõi 6 phụ nữ làm điếm ở đường Saint-Denis, nơi có mạng lưới Captif, để đưa họ về Paris vài ngày sau đó. Chúng ta tất cả là anh em. Quyển sách của ông như quyển nhật ký đường dài, ông kể các tương tác giữa các đan sĩ và nhóm đặc biệt này, nhưng ông cũng kể tiến trình cá nhân của nhiều người trong số họ.
tác phẩm là chứng tá về thực tế của nạn làm điếm ngày nay. Các phụ nữ này lên tiếng và cho biết họ đã rất đau lòng khi phải làm điếm. Nhưng trước hết, đây là câu chuyện gặp gỡ giữa các người đàn ông và phụ nữ. Một trong các tu sĩ nói, họ không phải là nhà giáo, người làm việc xã hội, họ chỉ là anh em với nhau. Ký giả đã rất xúc động bởi kinh nghiệm này. Các cô đã tin tưởng ở tôi, đã kể cho tôi đời sống của họ, và trong trường hợp nào, họ đã rơi vào con đường làm điếm. Tôi rất xúc động. Độc giả đi theo quá trình của các cô, Mary Paul, Yoko, Rosemary. Họ là người Pháp, người Nigeria, người Lào, người Trung Quốc, và họ cũng là tín hữu Công giáo, Tin lành, Phật tử. Và độc giả cũng biết đến các đan sĩ dòng biển Đức, Philip Joseph, Daniel, Colomba. Đan sĩ Philip Joseph đúng thật là danh thề, đan sĩ méo mặt gần như trong tất cả các hình chụp. Độc giả khám phá tiến trình của họ, các đan sĩ luôn sẵn sàng để gặp và lắng nghe các phụ nữ này. Thấy sự tái sinh cô gái nhỏ ngày xưa nơi họ. Tác giả Alexandre Vidic giải thích, đây là những người đàn ông duy nhất mà các cô tin tưởng và chấp nhận để họ có các cử chỉ trìu mến dịu dàng. Ông kể, thật xúc động khi thấy các phụ nữ Phi Châu được ở trong vòng tay các đan sĩ. Ở đan viện, họ vui cười rất nhiều hơn là tôi hình dung. Khi có khách hỏi các đan sĩ các phụ nữ này là ai, đôi khi họ trả lời đó là một nhóm bạn. Đan sĩ Philip Joseph có câu nói thật tuyệt vời, thật là đẹp khi thấy sự tái sinh cô gái nhỏ ngày xưa nơi họ. Phần này trong chính con người họ đã không bao giờ biến mất. Một câu chuyện với rất nhiều tình tiết và đầy xúc cảm. Vì tình yêu Giê-xu đã đến nơi thế gian tôi tâm ô thôi, Ngài vừa gánh bao nhục mình đắng cay. Vì yêu Chúa tuôn huyết thay tôi, để chính tôi nhận được ánh sáng và bước đi trong tình yêu Cha. Vì yêu nên Chúa Giê-xu đã đến nơi thế gian tôi tâm tuyệt vọng, Ngài thương xót bao cuộc đời đơn đau. Tình yêu Chúa tha thiết đêm ngày chờ bước ai tìm về an an, lòng bình an, tâm hồn hoan vui. Chúa yêu thương phận người hương mẫn, lìa ngôi hiển vinh Giáng sinh làm người, vô vô tha diệt dù tuôn huyên. Vì tôi với anh, vì tôi với anh. Niềm đau Giê-xu mang trên đôi cao, dao đâm vào hồng huyết Chúa tuôn tràn, lần rồi đau thương Chúa cam chịu. Vì Chúa yêu người tôi như Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 3 từ câu 16 đến câu 21. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con một Thiên Chúa. Và đây là bản án. Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ đã làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách.
nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa. Tin để được sống muôn đời. Tình yêu Thiên Chúa dành cho con người thật lạ lùng khôn tả. Ngài muốn mọi người được cứu độ, được sống dồi dào, được hạnh phúc muôn đời. Ngài yêu con người đến độ trao tặng cho con người món quà quý giá nhất là chính con một của mình. Người con một ấy, Đức Giêsu Kitô, tiếp tục yêu thương con người đến độ sẵn lòng hiến tặng điều quý báu nhất của mình là sự sống cho họ. Và để có được sự sống và hạnh phúc vĩnh cửu Thiên Chúa tặng ban đó, con người phải đặt niềm tin vào người con một ấy của Thiên Chúa. Vậy thì tin vào Đức Giêsu Kitô là điều kiện thiết yếu để được cứu rỗi, được sống đời đời. Tin là chấp nhận có Ngài hiện diện trong cuộc đời mình, sống như lời Ngài đã dạy và đã sống để làm gương cho ta. Ơn cứu độ của Chúa Giêsu chính là được tha thứ tội lỗi, được tái sinh, được dự phần vào sự sống của Thiên Chúa, là có mối tương quan thân thiết với Ngài. Bạn hãy cảm tạ Chúa, yêu mến, tin tưởng nơi Ngài, không chỉ qua các nghi thức, nhưng còn bằng đời sống tốt lành, yêu thương mọi người, loan truyền tin mừng cứu độ để nhiều người cũng tin Chúa, được hạnh phúc đời đời. Tôi có đón rước Chúa đến gặp mình một cách sốt sắng mỗi khi rước lễ. Tin tưởng sâu sắc người là đấng ban ơn cứu độ cho tôi. Lạy Chúa, xin ban cho con luôn kiên vững trong đức tin, tin vào Thiên Chúa, tin vào Đức Giêsu Kitô, con một của Thiên Chúa, để con có được sự sống đời đời. Chúa yêu thương phận người hư mất, liếm môi hiến vinh giáng sinh làm người, Gô-gô-tha Giê-xu tuôn huyết. Vì tôi với anh, vì tôi với anh. Niềm đau Giê-xu mang trên đôi cao, sao đâm vào hồng huyết Chúa tuôn tràn. Lần rồi đau thương Chúa cam chịu, vì Chúa yêu người tôi như tôi. Chúa kêu gọi anh tìm về bên Chúa, đời mãi tâm linh trong ơn Ngài. Đời anh trông thấy Giê-xu nhân từ mãi thắm tươi. Niềm đau Giê-xu mang trên đôi cao, sao đâm vào hồng huyết Chúa tuôn tràn. Lần rồi đau thương Chúa cam chịu, vì Chúa yêu người tôi như tôi. Chúa kêu gọi anh tìm về bên Chúa, đời mãi tâm linh trong ơn Ngài. Đời anh trông thấy Giê-xu nhân từ mãi thắm tươi. Mai Thiên mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Đời sống các thánh, 118 vị tử đạo Việt Nam. Thánh Phêrô Vũ Đăng Khoa, linh mục 1790-1838. Thánh Phêrô Vũ Đăng Khoa sinh năm 1790 tại Thượng Hải, làng Thuận Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, con ông Phaolô Vũ Đình Tân và bà Maria Nguyễn Thị Hoan. Cậu Khoa là con thứ ba trong số 7 người con của ông bà Phaolô Vũ Đình Tân, là một gia đình Công giáo ngoan đạo. Ngay từ lúc cậu lên 8 tuổi thì ông Vũ Đình Tân đã cho cậu đi học chữ Hán. Cha Hòa và cha Phương thấy cậu Khoa hiền lành ngoan đạo, có trí thông minh, lại có lòng ước muốn dâng mình cho Chúa thì nhận cậu rồi gửi vào học tại chủng viện Vĩnh Trị dưới sự giáo huấn của cha chính Jane Khiêm. Tại chủng viện Vĩnh Trị, thầy Phêrô Vũ Đăng Khoa học Latin, triết học rồi thần học. Thầy học môn gì cũng xuất sắc, được ban giáo sư khen thưởng.
Sau khi mãn trường năm 1820, thầy Phêrô Vũ Đăng Khoa được lãnh chức linh mục. Là một linh mục trẻ trung 30 tuổi, Đức Giám Mục chỉ định cha về làm phụ tá cho cha Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm, coi hai xứ Lu Đăng và Vĩnh Phước thuộc hạt bố chính. Trong thời gian 9 năm làm phụ tá cha Vinh Sơn Điểm, cha Khoa đã hết lòng phục vụ giáo hữu và cố gắng học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm trong chức vụ chủ chiên. Nhờ lòng nhiệt thành trong mọi công vụ và lòng đạo đức sâu xa trong lời kinh nguyện, cha Phêrô Vũ Đăng Khoa đã gặt hái được rất nhiều thành quả đáng khen ngợi. Thấy công việc cha làm tốt đẹp, năm 1829, Đức cha Havazu bổ nhiệm cha về coi sóc giáo xứ Cồn Dừa. Trong chức vụ mới, cha Vũ Đăng Khoa đã vận dụng mọi tài năng và hoàn cảnh thuận lợi để lôi kéo được nhiều người trở về với Chúa và mở mang nước Chúa. Công việc rất nhiều, lúc nào cha cũng bận rộn với mọi thứ việc khác nhau, nhưng cha luôn giữ sự quân bình trong đời sống thiêng liêng. Giờ kinh cầu nguyện là những ưu tiên hàng đầu của cha. Nét mặt cha luôn vui tươi, nói năng điềm đạm, nhất là rất quảng đại nhân từ với mọi người. Nhờ vậy mà ai ai tiếp xúc và quen biết cha đều quý mến trọng nể. Cuộc đời đang êm đềm và cuộc sống mục vụ của cha đang phát triển tốt đẹp, thì ngày 6 tháng Giêng năm 1833, vua Minh Mạng ra chiếu chỉ cấm đạo ban hành trên toàn quốc, phải lùng bắt tất cả các đạo trưởng Tây Phương cũng như bản quốc, kể cả các đạo hữu, đồng thời phá hủy tất cả các thánh đường, các cơ sở công giáo. Rồi tiếp đến ngày 25 tháng Giêng năm 1836, vua Minh Mạng lại ban hành chiếu chỉ thứ ba còn mạnh mẽ hơn, nên các linh mục phải trốn tránh. Cha Vũ Đăng Khoa cũng phải thay đổi chỗ ở, nay cư ngụ nhà này mai trốn chạy tới nhà khác. Công việc mục vụ gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt trong những năm 36 và 38. Mặc dầu trước những nguy hiểm và muôn vàn khó khăn như thế, cha Vũ Đăng Khoa vẫn không chịu lùi bước, cha vẫn kiên trì len lỏi tới bất cứ nơi nào cần đến cha. Thế rồi một hôm cha tới Lê Sơn hạt bố chính để làm lễ, thì Tú Khiết là một văn nhân trong làng dẫn 15 thanh niên tới đột nhập vào nhà bắt trói cha cùng với hai thầy giảng là thầy Đức và thầy Khang. Sau đó Tú Khiết bắt cha đeo gông, còn hai thầy thì bị trói rồi áp giải cả ba cha con về Đồng Hới thuộc tỉnh Quảng Bình, nộp cho quan, và cả ba đều bị tống giam tại nhà tù Đồng Hới. Hôm đó là ngày 10 tháng 7 năm 1838. Bị giam trong nhà tù Đồng Hới ít ngày thì quan ra lệnh giải cha Vũ Đăng Khoa ra công đường Đồng Hới tra khảo rồi dụ dỗ cha bỏ đạo. Lúc đầu quan tỏ vẻ tình nghĩa khuyên dụ cha rằng: "Này ông Khoa, tôi biết ông làm việc tốt, được dân chúng quý mến. Tôi không muốn làm khổ ông và cũng không muốn ông phải chết. Nhưng ông biết lệnh vua ban xuống là phải bắt hết các đạo trưởng và phải chém đầu nếu không chịu bỏ đạo. Vậy ông hãy bước lên thập tự thì tôi sẽ tha ông về ngay." Cha Vũ Đăng Khoa cũng tỏ ra lịch sự thưa lại rằng: "Bẩm quan lớn, tôi cảm ơn quan lớn về những điều quan lớn vừa nói. Nhưng bỏ đạo thì đối với tôi là không thể được, dẫu có phải chết, phải chém đầu tôi cũng sẵn lòng chấp nhận. Xin cảm ơn quan lớn." Quan lại hỏi: "Sao lại không thể được?" Cha thưa: "Quan lớn đã biết tôi là đạo trưởng, tôi giảng dạy cho nhiều người về đạo Thiên Chúa, nay tôi lại bước lên ảnh Chúa để bỏ đạo thì tôi xin thưa là không bao giờ tôi có thể làm như thế. Xin quan lớn đừng có ép buộc tôi." Sau cuộc đối thoại khá dài và những lời dụ dỗ đối với cha trở thành vô ích, quan cho lệnh đưa cha trở lại nhà giam. Kính mời quý vị cùng theo dõi phần tiếp theo trong chuyên mục Đời Sống Các Thánh tuần sau. Sau hết, mời quý vị cùng Mai Thiên theo dõi chuyên mục Lắng Động Trong Ngày. Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên, thắp sáng lên con tim đồng nàn. Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương,
cuộc đời bao tăm tối quanh tôi đang cần đến ánh sáng chiếu soi. Này bạn hỡi xin chớ lãng quên anh ném trái tim cho đời đẹp lên. Hãy thắp lên đèn thơ, hãy thắp cho trần gian, thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin Giêsu. Hãy thắp lên đèn thơ, hãy thắp cho trần gian, đốt cháy tan niềm đau xa bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời. Có một người phục vụ trong một trại phong cùi đã thuật lại một câu chuyện về một bệnh nhân phong như sau. Từ nhiều năm qua, ông ta sống chui rút trong căn lều tối tăm của ông. Ông tránh xa ánh sáng, đôi mắt ông trở nên mù lòa. Bóng tối trên đôi mắt đã đành, ông còn tự giam hãm bóng tối của tâm hồn. Người đàn ông như đang tự chôn vùi mình trong chính đáy mộ của ông. Rồi một ngày kia, có một nữ tu đến để tẩy rửa và băng bó các vết thương cho ông. Ông chấp nhận cho người nữ tu săn sóc, vì nghĩ rằng ít nhất người nữ tu cũng nở được một nụ cười mãn nguyện. Ngày tôi đến thăm, người nữ tu cho tôi biết rằng người đàn ông đã không bao giờ muốn ra khỏi căn lều tối tăm của mình. Tôi tiến lại gần con người khốn khổ ấy và đưa cánh tay ra mời mọc. Tôi nắm lấy cánh tay của ông và dìu ông đứng dậy. Chúng tôi rời khỏi căn lều tăm tối. Vừa đến bên cánh cửa nơi ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua, người đàn ông đã có một thái độ mà mãi mãi tôi không bao giờ có thể quên được. Ra khỏi căn lều, đứng giữa ánh sáng, ông hô lên một tiếng kêu lớn: "Tôi thấy!" Kể từ khi bóng tối của căn bệnh phong cùi phủ ập xuống trên cuộc đời của ông, thì đây là lần đầu tiên người bệnh mới cảm nhận thật sự có ánh sáng xung quanh mình. Lấy tất cả sức lực còn lại, người đàn ông thét lên với cây cỏ, với núi non, với trời cao, với tất cả mọi người: "Tôi thấy, tôi đã thấy." Quý vị và các bạn thân mến, có những người đã tự giam đời mình trong bóng tối. Có những người bị người khác đầy ải vào trong bóng tối. Vô tình hay hữu ý, có lẽ chúng ta cũng đã xô đẩy không biết bao nhiêu con người vào trong bóng tối. Một cuộc sống thiếu chứng tá, một khước từ giúp đỡ, đó có thể là những hành động xô đẩy người khác rơi vào trong bóng tối. Chúng ta cũng tự giam mình vào trong bóng tối hay giảm bớt cường độ ánh sáng trong chúng ta. Các con là ánh sáng thế gian. Lời của Chúa Giêsu nói lên bản chất của người Kitô hữu. Người Kitô hữu không chỉ là ánh sáng cho thế gian, mà họ còn phải là ánh sáng soi sáng cho những người ở trong bóng tối rời khỏi nơi ở của mình để bước theo ánh sáng. Hãy chiếu sáng bằng những việc làm của ánh sáng, một cuộc sống đầy gương sáng, một lời nói nâng đỡ vui an, một nụ cười thông cảm, một bàn tay đưa ra để dìu dắt, để đồng hành. Đó là bao nhiêu công việc làm của ánh sáng mà bao nhiêu người đang chờ đợi nơi chúng ta. Và chúng ta cũng hãy tin rằng một ánh lửa càng được chia sẻ thì ánh sáng càng sáng lên. Radio Tin Mừng xin tạm dừng tại đây. Mọi thắc mắc và ý kiến đóng góp vui lòng gửi về địa chỉ email radiotinmung@gmail.com. Mai Thiên thân ái tạm biệt. Lạy Chúa, xin cho từng lời nói và hành động của chúng con đều trở thành quà tặng cho anh chị em mình. Hãy thắp lên đèn thơ, hãy thắp cho trần gian, thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin Giêsu.
bóng đen từ lâu bịt kín quanh đời.